cao, nhiều chứng dị kỳ khó kể. Thiên tà ma yêu quái nó chặn đường nữa, cho nên là từ cái chỗ đó có nhiều khi bây giờ mình là cái người thiếu niệm Phật, mình ra đường đó là nó xô mình, nó xô mình, nó lủi vô chỗ này chỗ kia mình chết, hay mình đụng với nhau mình chết. Nó không chừng là tại vì đó là mình thiếu cái phước đức, mình không lo niệm Phật, không lo tu, cho nên là không có ai cứu mình hết. Mà bây giờ đó, bởi vì á, ông bà mình hồi xưa cũng có cho mình biết, đi là phải thưa, về là phải trình đó. Mà cái khi mình ở đây mình đi mà mình thưa là cách làm sao? Mình đi là mình phải chắp tay, mình nguyện vái với trong cửu quyền, bữa nay con tên gì, họ gì, bao nhiêu tuổi, là con có đi đến đâu đó, nhờ cửu quyền ơn trên trước và quê linh tổ thầy độ cho con là đi đến nơi về đến chốn, trên đường cho được vạn sự bình an, khi đi cũng như khi về. Thì khi đi mình trình là khi mình trở về mình phải trình đó. Cho nên là đi thưa là về phải trình đó. Như vậy đó là mình mới được có cái gì, là mình mới được tai qua nạn khỏi. Còn nếu mà không đó là mình phải chịu, mình phải chịu một cái tai họa nó rất là lớn, mà có nhiều khi là mình chết chóc này kia nọ. Còn mà mình trình như vậy là mình qua khỏi hết nè. Đừng nói Phật không nhiệm màu nghe, nếu mà ai nói Phật không nhiệm màu không tin tưởng, chứ tôi là tôi tin tưởng. Tôi mà vợ chồng tôi đi cúng rồi ha, mà tôi đi khi đi là tôi trình rồi đó, mà tôi đi xuống dưới tôi cúng ha, chạy xe đi trở về ha. Ở trên này nó chạy xuống, tôi dưới chạy lên, chạy vừa tới xe tôi cũng đâm đầu ngang xe tôi liền, tôi quất ngang cái gỗ liền ha, là cái xe tôi là cái cặp kiếm ở trước nó cong lại luôn. Nhưng mà cái xe tôi không bao giờ ngã nha, không bao giờ ngã, chở đi ba người, tôi với ông này với một thằng cháu nội, mà chiếc xe nó vẫn đứng sững vậy. Ở trên xe không có người nào mà rớt xuống đất hết. Như vậy là Phật có nhiệm màu hay là không, cửu quyền mình có độ hay là không? Nếu không độ, tôi nói thiệt, bây giờ yêu cầu đụng nhẹ thôi là bây giờ cũng té văng xuống dưới đất nữa, chứ đừng có nói mà hô đụng mà tới mà cái cặp kiếm xe của mình nó cong bằng cỡ đó mà mình không rớt xuống đất mà xe mình vẫn đứng sững. Tôi tin tưởng lắm, nếu ai không tin tưởng thôi, chứ tôi là nói thiệt, nói là Phật là nhiệm màu nhất với tôi, là tôi không có thể nào bỏ cái niệm Phật cho trôi được. Cho nên là mỗi lần thì thường thường tôi là chỉ cúng một ngày hai thời thôi, tại vì trong cái kinh giảng của Đức Phật thầy Tây An cũng có dạy là ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu, mà bây giờ được lên ba thời là cũng ngon. Bởi vì thầy kêu mình tu thì tu lên, đừng tu xuống. Chứ hơn nữa là mình chay cũng vậy, nếu mà mình chay á, chay quy tắc thì chỉ có là 1 tháng 4 ngày thôi, nhưng mà mình trường chay luôn là nó rất là quý, mình trường chay luôn là nó rất là quý. Đó là mình đã tránh cái con đường sát sanh. Nếu mình không còn sát sanh nữa thì tất nhiên là mình lo niệm Phật thì nó sẽ tan cái chướng nghiệp, nó không còn cộng nghiệp đó. Vậy thôi. Hay hoặc là bây giờ mình không ăn chay được mà mình ăn mặn thì mình dùng cái nào đó cho nó vừa cái món ăn của mình đó, chứ mình đừng phung phí mà mình bỏ. Chứ không phải là nhiều khi mình không có cái căn duyên với Phật, mình không ăn chay được mà mình không niệm Phật được nữa, là cũng có một số người vậy. Bởi vậy thầy cũng có cho mình biết đó, bốn đạo thì đông mà chở xuồng dông không đầy. Bây giờ sàng sảy lọc lừa nè, đang mà tìm kiếm con tiên cháu Phật đang đưa trở về, mà bây giờ gán lo. Bây giờ quý vị mình ai cũng vậy, gán lo tu hành tinh tấn lên. Bây giờ mình không cúng lại nhiều được, bây giờ mình khỏe mạnh cũng tìm một cái là con đường giải thoát, là ngày hai thờ cũng được, đặng mà mình cầu nguyện cho cửu quyền của mình, thất tổ ông bà cha mẹ của mình cho được siêu thoát, rồi mình cầu cho bá tánh. Bá tánh là tất nhiên là mình lo hết trơn, khỏi nói trăm họ hết trơn luôn, cầu cho bá tánh mà. Thì một cái đoạn sau cuối đó là thầy mới kêu mình cầu cho mình. Thì bây giờ mình gán lo nguyện cầu đi, chứ đừng nói là thầy nói là cô tu không có cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Thì cái đó là mình tu không cần lại cần quỳ, là ngoài cái thời cúng của mình, là mình không có cần lại cần quỳ, là mình ngồi đâu cũng sửa, đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm Phật, mình cũng sửa hết thì nó mau. Mà cái khi là mình phải nguyện cầu ngày hai thờ lẳng lặng công phu, mà việc chi dù quá cần cù, thầy kêu mình cũng nhân vài phút ăn tập tu mới nguyện cầu được.
mà nếu mà mình không có tập nguyện cầu được làm sao được. Cho nên mình phải giữ, một ngày là mình phải giữ hai thờ, hay hoặc là mình tăng lên ba thờ bốn thờ gì đó, cái đó là nó sẽ tốt ngon lắm, bây giờ quý báu lắm. Ơi, Tư nói là Tư thấy vậy đó, dù cho Tư mệt bằng cỡ nào, nếu mà Tư không thức khuya được thì sáng Tư cũng vẫn thức dậy sớm cúng. Như nhiều khi mình mần, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng bải quải, nhiều khi thấy vậy chứ đi rồi về dò cẳng gì nó cũng đuối lắm, nó bải quải lắm, nhưng mà cũng phải trì tâm. Có nhiều khi Tư đẩy xe rau, nhiều khi mà Tư niệm Phật mà người ta kêu Tư lại mua rau mà Tư đẩy hoài lắm, người ta chạy theo, người ta nắm cái xe rau lên, người ta nói sao bán rau mà bộ không bán là gì, kêu mà không ngừng lại. Thì lúc đó người ta nắm xe rau lại, mình mới nhớ lại là mình bán rau, chứ không thôi đẩy xe rau gì nè mà cứ cái tâm cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đẩy hoài mà người ta kêu là mình không bán rau luôn. Như là mình mê vô cái câu niệm Phật á, Đúng rồi. không quan tâm bên ngoài nữa. Còn cái thờ cúng mà Tư gần sửa soạn cúng là Tư nằm nhắm mắt, nằm nhắm mắt niệm Phật một hồi cỡ khoảng chừng 20 phút mới có thể ngồi dậy đi cúng được. Cứ niệm Phật, cái tâm cứ nằm hai mắt nhắm 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 vậy đó, là niệm Phật hoài vậy đó. Chứ bởi vậy bây giờ mình ráng trì tâm, có nhiều khi mà Tư ngủ vậy, nhưng mà giấc ngủ Tư vẫn niệm Phật, vẫn nhớ là lừng 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 là niệm Phật như giấc ngủ mình ngủ mê không biết sao nghe. Mà cái khi mà cái tâm của mình mà nó ấy rồi là bắt đầu là mình nhớ là cái tâm mình là cứ niệm Phật hoài, ráng bây giờ ráng trì tâm lo niệm Phật. Chứ giờ mà niệm Phật mà yếu yếu là kể như là bị tà nó xâm nhập mình, tà nó xâm nhập mình. Chứ thời kỳ này nó cũng cực đó cô Tư, như là cái nghiệp nó tới sau đó, bây giờ mạnh ai nó trả đó, như Đúng rồi, là trả quả ai nó trả trả. hoài vậy đó. Mới thầy cũng cho mình biết đó, thầy cũng có cho cô Hai Hương một bài đó, quả dữ trả rồi nhân thiện mới đến. Chứ thầy đắc đạo mà bỏ con sao, bởi vì thầy cứu mình hết, nhưng mà cái khi mình trả nghiệp trả quả này là thầy độ cho mình, thầy độ cho mình nhẹ đặng mà mình lo mình trả nghiệp trả quả. Chứ mà bởi vì thầy nói một đoạn là với thầy xác thể phải còn đau, hà hướng chi con tránh được nào, quả dữ trả rồi nhân thiện đến. Nếu thầy đắc đạo bỏ con sao, đường xá xa xôi thầy nguyện cầu Phật thần ban rải huệ linh màu cho con yên ổn thân đôi chút đó. Bây giờ là mình yên ổn được thân đôi chút đặng mà mình làm gì, đặng mình lo mình niệm Phật mình trả nghiệp trả quả mình nè. Cho này thầy mới cho mình biết đó, bởi vì thầy dạy không phải là nói thầy dạy riêng Tư gì một mình ên cô Hai, nhưng mà thầy dạy đây là tất nhiên là mình nghe mình hiểu biết được là cũng là chung, cũng là thầy dạy chung cho mình để hiểu biết. Chứ còn mà bây giờ mà mình nói thầy dạy cô Hai thầy đâu có dạy mình, nhưng mà thầy khi thầy vắng mặt thì để kinh kệ này lại đây để cho mình tầm một cái con đường này đặng mà mình giải thoát. Khi thầy đi vắng thầy để lại cho mình mà. Chứ bây giờ là chuyện ban giao khắp hết cả đại đồng cho dân chúng gần xa để mà nghe những cái câu kinh kệ đó là thầy dạy người đó vậy. Mà nếu mà mình thấy là mình đã có như vậy rồi đó, mình đã vào trong cái dòng đó rồi, thì mình phải tự lo niệm Phật, lo tự sửa, là bây giờ phải trả thôi, quả dữ là phải trả, còn quả quả mà vừa vừa thì trả vừa vừa đó. Mà mình lo mình niệm Phật thì nó mới tan được cái nghiệp. Cũng như là một đoạn cái ông gì nè, ông hỏi thầy chứ tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc tự bi cõi tắc lòng nhân đạo còn mang, chưa xử chọn nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Thầy mới trả lời đành rằng nợ ấy trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà mới tan được cái chướng nghiệp của mình. Thầy cũng chỉ dạy cho mình rằng là mình niệm được cái chữ Di Đà mới tan được cái chướng nghiệp, mà hơn nữa là cái lòng mình phải sửa, cái lòng mình phải sửa, cái tâm của mình phải uyển chuyển phải sửa. Là mình phải là bây giờ nói chung ra mình tu mình đóng cửa không được, mình tu là mình phải mở cửa ra đó, để mình bảo quản, là mình phải thương hết, là mình phải nghĩ như là con một cha mới dìu dắt lẫn nhau được. Còn nếu mà mình đóng cửa là mình chỉ ích kỷ. Cho nên từ cái chỗ đó hồi đó giờ là Tư biết niệm Phật lo tu,
nhưng mà thấy ra Tư cũng còn ích kỷ. Nhưng mấy đồng đạo mình lỡ đến nhà thì Tư cũng có để giảng này kia vài bài này kia để cho mấy huynh đệ mình lo tu giải thoát thôi. Nhưng mà lỡ nhà Tư đồng đạo lỡ nhà Tư cũng đông lắm nha, khắp chỗ khắp nơi, là từ miền dưới đồ hen, là Tiền Giang cả Lậy hen, Đồng Tháp hen, là từ ở miền ngoài là Tây Ninh nè, rồi ở Phú Quốc nè, là dẫn vô nhà Tư là đầy đủ luôn đó. Chứ không phải mà nói mà ít ít, Tư cũng là bình thường. Tại vì ở đây nếu mình có cái căn duyên với nhau thì quý vị mình tìm đến để là có duyên được nhiều người, để là đoàn kết mà mình thương yêu với nhau, mà mình tầm một cái con đường chánh đạo vậy thôi. Chứ Tư thì nói chung ra nhà Tư là lâu lâu là bắt đầu đồng đạo mình tới, lâu lâu đồng đạo mình tới, mà có nhiều khi Tư mà đi ra khỏi nhà rồi ông này ông ít có trông đỡ. Nhiều khi đi lỡ nhà người bạn đi nói đạo cái bắt đầu đằng kia người ta lỡ đây, thì người ta mới lỡ đây người ta nghe mình nói mình đi về sao được, rồi đằng kia người ta lỡ nữa, cái bắt đầu 4-5 người cứ xúm nhau cái ngồi cái làm đạo cái tới chiều. Nhiều khi ha Tư làm đạo đó mà tới từ giờ một cái đồng hồ mà tới giờ cúng mà Tư mới đi về được. Như vậy là bây giờ mình thấy chị em người ta cũng thích nghe nói kinh nói kệ nói giảng thì mình cũng tiếp trước với người ta. Chứ mình đâu có thể nào mình bỏ người ta được vậy đó. Dạ thưa cô Tư, cũng như là được như là Đức Thầy hồi xưa nay là Đức Thầy nói là bây giờ là ta bây giờ tu niệm tầm thường đó, sao danh thể xả hư khắp chốn, như là mình như cô Tư kể nãy giờ là mình tu như là bình thường hay sao cô Tư, hay là sao Đức Thầy nói vậy? Thì mình vẫn tu bình thường. Mình tu bình thường nhưng mà mình phải sửa, tu là phải sửa. Mà nếu mình tu mà mình không sửa thì cũng như thầy nói là quy y thì phải khá làm y, là phải làm theo cái lời của thầy chỉ dạy, là mình vẫn tu bình thường thôi. Mình tu là mình không có là ham sắc, không ham màu, mình không có ham những cái đồng tiền mà nó vô lý. Thì cái đồng tiền đó mình không làm chi nên chuyện được đó. Cho nên là mình cứ bình thường mình lo mần lo ăn rồi mình lo tu thôi đó. Bởi vì một cái đoạn mà ông nói ban tâm ngũ hướng thừa nhàn đó, theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên, ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành đó, là cái đó là mình vừa mần mà mình vừa lo tu, là cái đó là nó bình thường. Mình phải vừa mần có tiền nè rồi mình mới có cuộc sống của mình, mà có thực thì mới giật được đạo. Mà nếu mà mình đói ở đây mà mình không đi mặn mà mình ngồi chỗ ra mình niệm Phật sao được. Mình niệm Phật tất nhiên là mình dùng của bá tánh không cũng không được. Mà cái khi mình dùng được của bá tánh mình phải làm gì đó. Mình phải làm cái gì, mình phải cầu nguyện, mình phải gian giái nè, đặng cho mà bá tánh mới được là an nhàn. Chứ còn nếu mà mình ăn mình lấy cái tiền bạc hay hoặc cái gạo thóc đó mà mình đem mình cờ bạc mình ăn chơi mình hờ hỏng thì cái đó là cái quả dữ mình mang còn dữ nữa, chứ không có trả được. Cho nên là mình phải gắng tầm một cái đường chánh, là như vậy là mình cái tu này thì Tư đây cũng bình thường nè đó. Tu đi mần nè, đi hái rau hái đồ kiếm sống qua ngày nè, tới ngày cúng tới giờ thì lo cúng lại nè, lo niệm Phật nè, rồi á làm từ thiện, hoặc ai đau ốm bệnh hoạn gì đó thì hay là mình trợ giúp được cái gì đó, thuốc men gì đó thì mình cứ đi tầm đi kiếm để mình lo cứu người sống vậy đó. Thì mình cứ bình thường làm hoài vậy lo tu. Chứ bây giờ mình không có đợi, mình không có đợi tới chừng nào mà tu giàu có tiền có của lên đi rồi tôi tu. Bởi vì ông Phật nói đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tu một giờ đó. Bây giờ là quý vị mình có thấy không, có nhiều khi những giàu sang cao quý thiệt, nhưng mà những trận giông bão qua rồi một giờ là xong đó. Không còn tiền của gì hết. Như vậy thì mình cầm nắm để làm gì mà mình không nên bố thí, mình không nên làm phước. Dạ, như ở ngoài nước ngoài vậy đó, nhà cao tầng nó bắn nó sập trơn còn sắc dụng vì bỏ trơn cái đâu. Bởi vậy nó như vậy là nó đã trôi qua hết đó. Thì bởi vì thầy cũng có cho mình biết
thì bây giờ ở đây mình gắng lo. Nếu mà tôi nói bằng một câu mạnh dạn, tôi nói bằng cái sự thật, nếu cái người nào mà tu mà thiệt cái tâm mà theo thầy rồi đấy, không bao giờ người ta cất cái nhà cao cửa rộng mà cho là sang trọng quý báu. Người ta chỉ đi vào cái chòi chanh, yêu cầu cái tâm của người ta có Phật đó, mà người ta hài ta mở hết ra đặng mà người ta bố thí. Đặc dụ như bây giờ cậu xây cái nhà này 200-300 triệu đi, cái cậu thấy không vừa ý, cậu đưa thêm ra 20-30 triệu gì nữa, theo như cái đồng tiền đó, theo như ý của cậu là cậu phải làm sao. Nhưng mà ý của tôi có đồng tiền đó ra, tôi không nên phung phí, vừa có chỗ có nơi ở được rồi, cái đồng tiền đó nó dư ra tôi phải lo bố thí nè, lo giúp những kẻ đói nghèo nè, hay hoặc là tật nguyền nè, hay là những cái người mà khốn khổ hơn mình, tôi đưa cái đồng tiền đó ra tôi trợ giúp. Tôi không có nên là để làm chi cho nó bung ra, cho nó lớn lao. Nếu mà thiệt là cái người mà tu mà nằm về bên thầy, không ai mà cất nhà cao cửa rộng đâu. Nhà cao cửa rộng chi, bù xè nó hay ăn, bù xè nó hay ăn á. Nhưng mà có một cái á, bởi nhiều khi nói cái bù xè nó hay ăn này, tại vì sao mà nghèo mà đói 3 tháng mà giàu mà đói tới 6 tháng là bù xè nó ăn đó, nó đục đục dữ lắm. Dạ, cho nên từ cái chỗ đó nè, bây giờ cái người nghèo nè, bây giờ tôi cứ ai cho gạo tôi lấy gạo ăn, tôi đi hái gạo tôi bán, rồi tôi kiếm sống hoài hàng ngày, thì ở đây bao nhiêu người ai ta cũng đều biết chứ, thì đâu có ai đục tôi được đâu. Dạ. Mà mấy cái nhà gà giàu mà cửa đóng then gài mà theo đục hoài. Cho nên từ cái chỗ đó là phải đói tới 6 tháng mà nghèo đói 3 tháng là bị gì. Giờ tôi có cơm có gạo đây nè, là tôi ăn nè đó. Rồi đó là người ta thấy tôi nghèo, người ta đâu ngó tới đâu. Đúng rồi. Còn mấy nhà giàu ăn cướp nó lợi nó đánh hoài, cũng như thế là cái nhà giàu mà sắm vàng mà để mà đeo đỏ tay đỏ cổ là tất nhiên là đeo ông cọp đó. Nói là đeo ông cọp đó, không biết chừng nào ông móc họng đó. Nói mẹ nó lại vậy đi cho quý vị mình là gõ biết luôn. Chứ còn nếu mà có nhiều khi mình nói á, có quý vị mình ta không thích nghe, nhưng mà ta nghe, ta không nghe mặt tình ta. Như bây giờ mà có đồng tiền dư giả, chẳng nên bố thí làm phước, để nửa sau này mình còn hưởng cái phước. Chứ còn mà mình không có làm được những cái gì hết thì rồi, thì kể như là chất quốc luôn, không còn cái đường nào mà để giải thoát hết. Thầy nói là chỉ có tội phước hỏi còn hả cô Tư? Ừ. Đến nơi thẩm phán cửa son chim đài. Ừ. Phước nhiều thì tiên cảnh lên rài. Ừ. Nếu mà có phước nhiều ha, rồi mình được tu nữa, mình lo mình niệm Phật, là cái phước mình, phước đức mình nó quý báu. Yeah. Quý báu hơn cái bạc vàng. Những người bạc ác giàu sang có ích gì? Yeah. Tại cho biết rõ ràng, nhưng mà tại vì mình không có tầm một cái con đường chánh đạo đó để mình đi về cửa Phật thôi. Chứ còn nếu mình tầm con đường chánh đạo đó là mình nghe kinh kệ là mình phải hiểu biết hết. Yeah. Như bây giờ như Tư đi, Tư bây giờ đặt ví dụ Tư có mần có nhiêu thì Tư ăn nhiêu. Nhưng mà Tư đi bán rau vậy đi, bây giờ Tư nghèo thiệt, nhưng mà Tư thấy có người ta khổ hơn Tư, người ta không có tiền mua rau ăn. Yeah. Như vậy là Tư phải làm sao? Tư phải làm sao? Tư phải cho để cho người ta ăn. Chớ mà mình bán thiếu bán chịu cho người ta, nhiều khi mấy cái người ta già cả, người ta lớn tuổi rồi, nhiều khi người ta quên thì nó phải có tội. Bởi Tư bán rau có nhiều khi mấy bà cụ ra nói cô bán cho tôi, bán chịu cho tôi rau ăn, tôi không có tiền. Rồi bữa nào tôi có tiền rồi tôi trả cho cô. Tư trả lời là bà ơi, con không có bán chịu, mà bây giờ để con cho bà một gỗ rau, bà ăn với con đi, rồi chừng nào mà bà có tiền thì bà mua, còn bà không có tiền thì thôi, còn cái này là con cho bà. Để không thôi, sợ nhiều khi bà cũng lớn tuổi rồi, nếu mà bà quên thì sợ nó mang tội, vì bà già cả bà không đi hái rau ăn được, thì con cho bà ăn không có sao đâu, bà đừng có chờ, bà đừng sợ thiếu nợ con. Tại vì người ta cũng sợ là mình cho người ta vậy người ta ăn thiếu nợ, nhưng mà con cho bà không có thiếu nợ đâu. Bà ăn đi, bà gán lo niệm Phật. Bà ơi, mấy bà cụ nó chèn ơi,
biết chừng nào mà gặp ai mà được như cô đâu. Nhưng mà Tư nói thiệt, Tư đang giao, Tư đang bán vậy đó, nhưng mà ai không có tiền Tư dẫn cho, hay hoặc là từ thiện này kia lỡ gom gạo là Tư dẫn lấy đưa hết. Bây giờ con nghĩ đi, đặc ví dụ như Tư bán xe gạo đó ngày đó 300 ngàn thì nó cũng đỡ ra, nhưng mà nó 250 hay 200 thì cũng vậy thôi, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình phải nhín nhút ra, mình ăn hết thì cũng được mà mình nhín nhút ra để cho cái cuộc hành trình của mình nó sẽ còn, cái thiện của mình nó sẽ còn ở trong cái tâm của mình, như vậy thôi. Chứ Tư cũng không nghĩ gì, nhưng mà có một cái rồi kỳ đó Tư đi bán cái xe rau á, mà lúc đó là lễ 18 tháng 5, nhưng mà cái ngày 16 Tư còn đi hái rau, tới cái ngày 17 Tư mới đi bán. Là lúc đó Tư cũng khổ không có tiền nha, Tư dự định là cái ngày 17 sáng mình bán rau rồi đó, về nhà bắt đầu mình cơm nước mình cúng kiến rồi xong chân đó, bắt đầu chiều mình mới đi chở về trên đó làm tổ đình đặng mà mình cúng. Tại vì lúc nào là lễ là Tư cũng đi lên đó, là chiều Tư lên đó cúng rồi Tư trầm ở đó một đêm, cúng rồi xong rồi mơ Tư mới về. Cho nên là Tư đẩy xe gạo từ đây Tư đi xuống tới dưới gần dưới lộ mới mà Tư bán có mấy ngàn bạc một túi, bán không được, xe gạo bán còi thinh luôn, bán không được, bán không ai mua chứ, để hoài vậy không ai mua. Cái Tư mới nguyện giái, Tư nói thôi con cũng nguyện giái với trong cửu quyền với thầy tổ, con cũng khổ lắm, con không có tiền mà cái ngày này là cái ngày đại lễ của thầy mà con không có trở về được là bởi vì con không có tiền, thôi độ cho con bán rau đặng có tiền đặng con đi chợ về con dự lễ của thầy. Thì Tư mới vừa nguyện giá vậy rồi hết là tới vừa tới cái chợ nhỏ đó, bắt đầu người ta kêu rau 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 á, bắt đầu Tư đậu rồi người ta bu đen chân, người ta bu đen chân, bắt đầu Tư chưa chưa có bán được cho ai chứ. Có một ông già ổng mặc cái bộ đồ bà ba đe bà ba mà cái màu hơi nâu nâu nha, cái áo thì cổ bà ba mà cái quần thì đai nem, mà ông đội cái nón lá sùm sụp ha. Cái ông nói mà cái tay ông còn cầm cây gậy nữa, cái ông vịn cái xe gao Tư cái ông xè tay ông nói cô ơi cho tôi xin tiền. Nhưng mà mình thấy là trong túi mình mới có được có mấy ngàn bạc hả, nhưng mà Tư cũng cho luôn. Cái Tư móc túi ra Tư mới đưa cho ổng, mà Tư đưa hai tay cầm nói thưa cụ con trao tiền cho cụ ơi. Cái bắt đầu ổng thò tay ổng lấy tiền, cái mình cũng tưởng đâu là ổng là cái người bình thường, ổng lấy tiền rồi thì ổng đi, ai hở ổng lấy tiền ổng đi ổng vịn xe gao mình. Cái thấy vậy cái bắt đầu tôi mới thấy ổng đưa tiền rồi mình mới hốt gao rồi mình bán cho ta, ổng không đi, ổng đứng ổng dòm dòm cái nói nè cô cho tôi hỏi cô một câu coi, cô ăn chay niệm Phật phải không? Ổng nói tôi vậy nghe. Thế tôi mới nói dạ thưa ông phải. Cái ông nói ăn chay niệm Phật là tốt lắm rồi, mà bây giờ cố gắng đi nghe, cố gắng chờ ngày chung cuộc gần sắp tới rồi nghe cô. Như vậy cái tôi mới trả lời, tôi nói tôi mới bỏ bọc gạo xuống đi. Cái tôi mới nói thưa cụ nói thì con xin nghe, nhưng mà có ăn chay niệm Phật thì ở đây thì con cũng gắng trì tâm, thì chờ ngày trên trước định đến đâu thì con hay đến đó. Thì tôi trả lời với ổng như vậy, nhưng mà ổng nhắc với tôi là ổng nói tôi ba lần vậy, gán đi ngang gán đi ngang, là ổng nói tôi ba lần như vậy. Thì từ khi đó là tôi không còn gặp ổng nữa, tôi không có còn gặp lại ổng nữa. Vậy là mình nói là tính là mấy ông cụ ở ngoài đường đi xin thì mình cũng, tôi nói chung ra người ta đi xin chứ tôi tiền bạc tôi vẫn cho, nhưng mà tôi không có liệng ngang liệng ngửa, tôi cho tiền tôi còn niệm Phật nữa đó. Nhưng mà mình niệm Phật mình kêu người ta gán lo niệm Phật, chứ không phải là tôi cái người nào mà có tật có nguyền hay là không có tật có nguyền, xin là tôi cho, xin là trong túi tôi có nhiều tôi cho nhiều, có ít là tôi cho ít, chứ tôi không có phụ bạc người ta. Tại vì đây là cũng như là cái kiếp mà người ta trở lên đây mà người ta ăn xin đây đó, là cái cũng có cái số của người ta,
Cho nên mình không có nên khi thị, mà mình không có nên là nói nặng nói nhẹ mắng nhiếc người ta. Mình cho thì mình cho, mà mình không cho thì thôi. Nếu mình cho đó là mình có cái lòng từ y, từ bi, bác ái là mình bảo quản. Còn nếu mà mình không cho thôi, mình đừng nên chửi mắng nói nặng nói nhẹ người ta. Tại vì cái kiếp của người ta nó đã như vậy. Bởi tôi ở đâu cũng vậy chứ. Với chị em nào tôi đi đâu người ta cũng thương. Nhiều khi tôi nghĩ bán rau vậy chứ, người nào cũng nhắc cho, người nào cũng chờ đợi, người nào cũng chờ đợi cũng nhắc cho. Nhưng mà có cái mình không bán được thì chị em ta cũng mua chỗ khác ăn. Còn mà người ta biết mình bán thì người ta chờ mình đặng tới rằng người ta mua tiếp chứ không. Tư bán rau nhưng mà con cái chị vậy là, em. dạ vậy là cô Tư được ông già đó thông báo là cũng khổ tới hay cô Tư là kêu tu gấp Kêu kêu gán đi, dạ. gán đi, gán tu đi. Là ông già đó ở đi ông xin đi nè. đường đó, ông đi xin ngoài Dạ. đường đó. Nhưng mà ông nhắc Tư ba lần như vậy đó. Ông nói nghe ở ngốc ha. Nhưng mà Tư chỉ trả lời là thưa ông, hiện giờ con á, ông nói thì con ghi nhớ, nhưng mà con cũng gán ăn chay niệm Phật, con để chờ ngài trên trước phân định tới đâu thì hay tới đó. Bây giờ mình thì trả lời vậy thôi, chứ mình thì trên trước định chứ mình đâu có định được. Bởi vậy mình tu thì cứ lo tu, chứ mình đừng có nó nay tới mai tới, giờ gán lo niệm Phật bữa nay đi, nếu bữa nay không tới là nghỉ không niệm Phật nữa, là cái đó việc tu mình nó không có được bền. Cho nên là mình cứ tu hoài, tới chừng nào tới đâu hay tới đó, việc thiên cơ biến chuyển đến đâu hay tới đó. Còn mình tu thì mình cứ lo tu vậy thôi. Dạ thưa cô Tư, cũng như là cho con hỏi một câu này, cũng như là mình cô Tư như là cuối cái chương trình hôm nay cô Tư, là Đức Thầy nói là trong bốn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Bây giờ thấy người ta thất nghiệp cũng nhiều, như bây giờ là lúa gạo nó cũng tăng giá mắc nữa. Thưa cô Tư, như Đức Thầy nói vậy là nó ngụ ý là sau này có bị đói hay sao cô Tư? Thì nói chung ra nghèo với đói từ đây sẽ biết. Hàng ngoại bang bố thí ra hoài, nhưng mà khi mà hàng ngoại bang mà không có bố thí cho mình nữa, dưới hơn nữa là cái nước Việt Nam của mình ở đây thì gạo lúa rất là nhiều, nhưng mà cái khi mình đói này đó, thì chắc là cũng chờ cái ngày chung cuộc mình mới có thể đói là được. Nhưng mà bây giờ là nó cái đói thì nó không đói gì mấy, nhưng mà cái khổ nó đã kề cận một bên là mình không có mặn được. Nhiều khi thất nghiệp mặn không được, hồi đó mình mặn 10 triệu đi, giờ mình mặn 2-3 triệu mình lấy gì đâu có mình ăn. Nó là như vậy, cái đồng tiền nó vậy, là càng ngày phải càng siết 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 hoài. Siết hoài nhưng mà dân chúng mình không biết, là tưởng đâu là nhưng cái cuộc hành trình này nó quá sung sướng. Yeah. Sung sướng rồi là không có ai lo tu, không ai lo niệm Phật. Đó, cho nên là càng ngày phải càng siết, rồi siết chặt rồi là mần không được, rồi bắt đầu mới đói khổ nè. Bởi vậy nhiều khi giờ đói khổ nè, nhà nước mình trợ giúp tiền bạc rồi gạo thóc này kia nè, nó đủ thứ hết trơn đó. Nhưng mà con cái không ai hiểu biết được một cái con đường đó. Nghèo với đói thì từ đây sẽ biết nè. Bây giờ siết siết hoài. Hàng ngoại cho bang nên bố thí ta hoài ha. Ừ. Yeah. Nhưng mà nếu mà khi mà ngoại bang nó không bố thí mình nữa rồi thì mình ở trong đây nè không mặn được nè. Bây giờ mình ở đây là mình đi ra các cái nước ngoài đó, mình mặn ở xứ này xứ kia, mình kiếm mình đem tiền về mình đây mình ăn không. Tại vì cái nước Việt Nam mình ở đây nó cũng quá nhỏ nhoi, cho nên là cái cuộc sống nó không có được thanh thản mà hồi xưa đó. Hồi xưa thì quá siết chặt, bây giờ tới cái màn lớp của ông Bác Hồ này trở lại đây đó là mình quá sung sướng. Mình quá sung sướng là gì, là giữ được cái nước nhà, không có ai còn xâm chiếm cái nước mình được hết nữa. Thì cho nên từ cái chỗ đó dân chúng mần ăn phát đạt, có tiền có của, nó dư giả ra quá sung sướng, ăn cũng sung sướng nè, rồi mặc cũng sung sướng nè. Bây giờ nhiều khi hồi xưa mình quần áo không có ăn mặc, cơm không có ăn ăn. Hồi đó đói khổ nè, ăn khoai lang nè, rồi ăn bo bo nè, rồi ăn bông điên điển nè, rồi ăn trái gáo nè. Ở trong đồng không có trái gáo trắng mà ăn, phải ăn trái gáo vàng nữa. Đó. Yeah, đúng rồi. Như vậy là rất là đói nè. Rồi ăn tới nấu tới cái hộp điên điển mà ăn nữa, chứ đừng nói mà bo bo. Yeah. Ai mà có chồng được bo bo mà nấu ăn là quý rồi đó.
là cái người nào mà có tiền bạc hay còn may được một hai bộ đồ mặc, còn cái người nào nghèo khổ là mặc cái bao bố tờ mùng mền gì tàn là bao bố tờ không à. Mà quần áo ha, mà có tiền mà muốn mua sắm là phải đi vô xin giấy cửa hàng mới được mua vải đem về may. Nó còn bây giờ là quá sung sướng, bây giờ ha đi ra chợ cái là muốn mặc đồ gì muốn cái gì là cũng có hết. Mà có nhiều khi cái đồng tiền mình xài mình phung phí nè, là mình ăn mặc đây mà giờ cũng phung phí, ăn mặc cũng phung phí nè. Bộ đồ mà mình mặc về thấy chừng vài ba lần cái nó thôi giục đi bỏ đem đi đốt đặng mua đồ mới khác mặc. Cái đó là cái đồng tiền đó là mình quá là hủy hoại phung phí. Cho nên là từ cái chỗ đó bây giờ cái cuộc sống bây giờ nó quá sung sướng, nó quá sung sướng như vậy mà mình không có tu được, mình là mình rất là dở. Cho nên là có Bác Hồ về giữ nước nhà rồi yên ổn đây là mình phải lo tu, mình phải lo tu, có người giữ nước là mình tu là quá an nhàn. Ngày kia súng đạn nó tràn trề nó vào cái nước của mình, còn bây giờ là nó còn đâu có còn súng đạn nữa, hòa bình rồi, hòa bình rồi, cho nên là mình mới được bình an như thế này. Thì mình phải gắng lo cần kiệm lo tu, chứ mình không có nên phung phí. Mình phung phí là nó uổng dữ dằn. Cái đồng tiền mà phung phí này mình để làm gì? Tôi mua chục ký gạo, 5 ký gạo tôi bố thí tôi cho những người có tật có nguyền cùi đuôi, cái đó cũng là quý báu. Chị nghe có tôi chào không? Thôi giờ đây cũng cuối chương trình rồi, thôi giờ tôi cũng cầu chúc cho quý vị mình cho trăm họ cho được làm khỏe mạnh, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tu hành tinh tấn. Cho quý vị mình là ráng lo tu để sau này đồng có cánh bay về cực lạc một đàng. Cầu chúc cho quý vị mình được nhiều sức khỏe, ráng lo tu hành tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật.